Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em lại lên cho các bác những giò lan đẹp đẹp mà lại rẻ nhá các bác nhá. Thôi lên cái giò đẹp nhất đi. À xấu nhất, xấu nhất. Hoàng thảo môi tua nhá các bác nhá, hoàng thảo môi tua nhá. Cái giò như thế này. Một cái nụ, hai cái nụ, ba cái nụ, bốn cái nụ, 5 cái nụ, 6 cái nụ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 thân nụ nha các bác nha, 14 thân nụ nha, như thế này. Hòa đây. Em bán giò này nha cho các bác nha, với giá là 220.000. 220.000 nha các bác nha. 14 cái thân nụ nha. Đây nụ đây nha. Đó. Cho giò số 1. Độc và lạ nha các bác nha, độc và lạ nha. Đấy, mùa hàng một dề đẹp không? Cả bản đúng được một giò thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 này, 5 này, 6 này. 7 này, 8 này, 9 này, 10 11 này, 12 13 14. 15 cái nụ. Các bác ơi, 15 cái nụ. Cái này là tiểu quế nhá các bác nhá, nó chưa có trên danh bạ đâu. Hoa nó thơm như quế. Cả bản được đúng một giò nó như thế này thôi. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nha. À 300.000 thôi, quên mất. 300.000 nha. Đó. Cho giò số 2. Đây, cái giò này thì nó nở rồi nha các bác nha, nở rồi, hoàng thảo môi tua hoa nó như thế này nha các bác nha. Đấy. Chưa tìm thấy hoa trắng luôn. Đột quỵ chưa tìm thấy bao giờ. Cái loại này chưa tìm thấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000 nha các bác nha. Cho giò số 3. Số 4 này. Đấy, cũng là một dài này. Các bác này. Hàng thuần hết rồi nhá các bác nhá, hàng thuần hết nhá. Hoàng thảo môi tua. Số 4. 250.000. Một thân nụ này. Hai thân nụ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12, cái này là nụ này, 13 14 15 này. Nhiều lắm, 250.000 nha các bác nha. 250.000 nha. Cho giò số 5. À số 4. Số 5 này, dáng hương đuôi chồn nha các bác nha. Giò như thế này. Đấy, xanh đen luôn. Đấy, mùa phát triển bắt đầu năm nay nó phát triển ác luôn. Căn bản là cứ năm ba là nó sẽ đẹp nhé các bác nhá, năm ba nó sẽ đẹp. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nha. Cây này quá ok luôn, bây giờ nó cứ về nó phát triển thôi các bác ạ. Đấy. 350.000 nha. Cho giò số 5. Thì chơi cái giỏ này. Em bán chỉ chơi cái giò này nhá các bác nhá. Ha, đẹp không ạ? Đã luôn ấy, đẹp không ạ? Một giò như thế này nhá, em bán giò quế trắng tháng 8 à, như thế này. Đây là miếng sau là một cục gỗ nhá các bác nhá. Gỗ nó rễ nó đã bám hết lên gỗ rồi. Em bán cho các bác với giá là 3.500.000 nhá.
3 triệu 500 nghìn nha. Một mẹ ba con. Vip vip vip. Nha, đây nha. Đấy, đẹp không ạ? Cho giò số 7 đúng không? Số 6 nhá các bác nhá. 3 triệu rưỡi. Em có một cái giò son môi. Son môi nha các bác nhá. Giò son môi như thế này em bán 200 nghìn. 200 nghìn nha các bác nhá. Son môi nhá. Hàng một dè đã thuần hết này. Dần nó đắp phần trầu rồi. 200 nghìn nha các bác nhá. Son môi nhá. Cho giò số 7. Đây, giò trồn to này các bác này. Đấy, cây to. Đã luôn. Gỗ này thì lúc nào chết lan thì hỏng gỗ nhá các bác nhá. Chết lan thì hỏng gỗ thôi. Chứ còn gỗ này không bao giờ hỏng được luôn. Một giò dáng hương nuôi trồn như thế này. Em bán cho các bác với giá là 800 nghìn nha. 800 nghìn nha. Một giò to như thế này nhá. 800 nghìn. Cho giò số 8. Bác nào chơi siêu phẩm thì chơi nhá các bác nhá. Đây nó lá này ấy chắc thì chỉ được 5 sen thôi, được không? Lá được 5 sen đó. Trước là 4 sen 8 rồi nhưng bây giờ không biết được 5 sen đâu. Trước đấy em mua được có 4 sen 8 rồi nha các bác nhá. Dễ rồi các bác này. Đấy. Nó rụt rịt thôi nhá, nó rụt rịt thôi. Lá nó thì siêu ngắn. Một mẹ 5 thằng 4 thằng con. Nó là nguyên bản nha các bác nhá, nguyên bản nhá. Đấy, cái này em cho vào gỗ như này này. Ô, thổ quạ nhá. Giò như thế này này. Em bán cho các bác với giá là 3 triệu nha. Quế trắng tháng 8 nha, đang nụ đây nha. 3 triệu nha. Cho giò số 9. Số 10 này các bác này. Đẹp không ạ? Dáng hương tam bảo sắc nhá, 3 cây nha các bác nhá. 3 cây như thế này. Đấy, xếp rụt. Em bán giò này cho các bác với giá là 280 nghìn nha, 280 nghìn nha. Xếp rụt nha các bác nhá. Cho giò số 10. Các bác này, nhìn đã rồi. Em ghép lên một cái chậu như thế này. Em cho vào chậu mới nhá. Quá đẹp luôn. 30 thân luôn. Chưa hề ra hoa nha các bác nhá, chưa hề. Đấy. Một dè luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 400 nghìn nha. Giò này 1 triệu 400 nha. Các bác nhá. Nhìn phê con tê tê luôn. Nó đều nha, quan trọng là nó đều. Thì giá nó mới cao nha các bác nhá. 1 triệu 400. Cho giò số 11.
số 12 này, quế trắng tháng 8 này. Đấy, đẹp không ạ? Một mẹ một con. Đang có một cái nụ này. Em chỉ thấy có một cái nụ thôi các bác ơi. Chưa lên đâu. Nó vẫn còn lên nữa vì là cây nó khỏe này mà, nguyên bản mà. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Lá này chắc chỉ được hơn 4 sen thôi. Cho giò số 12. Cây cáo đẹp không các bạn? Cây cáo đẹp không? Chất luôn. Lá từ gốc. Bây giờ lá này chắc được gần 5 sen rồi. Gần 5 sen lá gần. Cáo Lai Châu. Một cây thôi. Em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Cho giò số 13. Số 14 này, một cây nhạn này. Một cây nhạn nó to như thế này. Cao được hơn 30, gần 30 cm này. Đấy. Em tính từ gốc nhá. Một cây cây như thế này. Em bán cho các bác với giá là 250.000 nha. Đây nha các bác nha. 250.000 nha. Cho giò số 14. Số 15 này, lụa vàng này. Một giò lụa vàng như thế này. Hàng cũng không có đâu nha các bác nha. Hàng để mà kiếm hàng thuần lụa vàng này nó rất ít luôn. Hoa thì nó lại bền mà nó lại nở đúng vào Tết các bác nha. Nở đúng vào Tết, hoa đẹp lắm. Em bán giò này cho các bác này với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho giò số 15. Số 16 này, 3 cây hoàng nhạn tháng 4. Nó đã xong hoa rồi nhá các bác nhá. 3 cây như thế này thì em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. Thôi đã bán 350.000 đi. Bán 350.000 đi. 350.000 nha. Cho giò số 16. Số 16 nha các bác nha. Số 17 này, một giò kim điệp xuân này. Kim điệp xuân này. Đấy, thuần hết rồi nha các bác nha. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Kim điệp xuân nha. Cho giò số 17. Số 17 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu. Còn bác nào muốn mua cái giò to nữa thì cứ kết bạn Zalo với em nhá. Em rất nhiều luôn ạ. Đây nha các bác nha, em mời tiếp các bác ngắm cái giò hoàng nhạn tháng 8 nha. À cái này là quế trắng tháng 8 nha, quên mất. Xin lỗi các bác nha. Cái giò quế trắng tháng 8 như thế này.
Nó to này, đấy, em phải đi xa xa này này. Đấy, các bác nhìn nó mới rõ nhá. Cái giò này thì nó chỉ được 80 bông hoa thôi nhá các bác nhá. Được 80 bông hoa thôi ạ. Hoa nó đang lên như thế này. Nguyên cái này là được 4 này. 4 bông rồi. Đấy. Thân này là được 9 bông hoa này. Đấy, nó lại thế cơ. Cái này là 5 bông này các bác nhá. Đấy. Một giò như thế này, hàng một giờ. Bác nào lấy thì cứ alo em gả cho nhá. Em gả cho các bác nhá. Đấy. Nó ngược nắng nên là nó hơi mờ mờ một chút. Đấy. Đẹp phết này. Đây nè các bác này. Đấy, một cái giò quế trắng tháng 8 lúc nãy này, 3 triệu rưỡi. Đấy, nó cao này mà. Cao hơn 1 mét mà. Đây là cái giò phi điệp vàng nhá. Phi điệp vàng nhá, chuẩn bị hoa nha các bác nhá. Đấy, nhìn đã chưa? 500.000. 500.000 các bác nhá. Một giò phi điệp vàng. Nay mai nó hoa ra hoa thì thôi rồi luôn. Cái loại này các bác cứ cho ăn nắng vào cho em nhá thì nó mới sai hoa được nhá. Còn không cho ăn nắng là nó không có hoa đâu nhá. 100% nắng được. Đây này, em giới thiệu cho các bác một cái giò siêu tím. Siêu tím nha các bác nha. Hoa siêu tím luôn. Đấy, một cái giò như thế này. Nó ngược nắng quá. Chưa bao giờ em nhìn thấy cái hoa này siêu tím như thế này. Chưa bao giờ nhìn thấy. Đấy, giò này bác nào lấy này, em để cho là 250.000 nha. 250.000 cái giò siêu tím này nha. Đấy các bác ngắm cái kèn này. Hoàng thảo kèn nguyên bản từ rừng nha các bác nha. Nguyên bản đấy. Nhìn nó mập nó đã. Nguyên ngắm cái cây nó đã sướng rồi. Đấy. Đây nha. Em mời các bác ngắm cái giò nhạn tháng 8. Đây. Không. Em mời các bác ngắm giò nhạn tháng 8 nha. Đấy, vẫn còn một giò nữa thôi. Không còn giò thứ hai nữa nhà em. Không còn giò nào nữa luôn. Một mẹ 11 con. Cây này này. Đấy, các bác nhìn đã chưa? Một giò như thế này. Cái giò này chắc phải 12 củ. 12 củ mới ra nha. Củ khoai, củ sắn đấy. Quế trắng tháng 8 này. Mà bây giờ nó vẫn còn chưa thấy nụ ra luôn nha các bác nha. Chưa thấy nụ ra luôn. Đấy, đẹp chưa? Em để ở bên trên là nó thoáng hẳn đi rồi. Để cho nó phát triển nha các bác nhá. Nhìn sướng, phê con tề tề luôn. Lá này chỉ được 5,8 cm thôi nha các bác nhá. Lá này chỉ được 5,8 cm. Ba mẹ một con, à 11 con. Ây, nhìn sướng. Cái này chỉ ở gửi ở miền Bắc thôi mà gửi xe thôi nhá các bác nhá. Miền Nam khó gửi lắm các bác ạ. Hôm nào em cũng cho các bác ngắm cái giò dáng hương đuôi cáo. Được 20 con, tổng 20 đầu nhá các bác nhá. 20 đầu. Một thân to nhất là được dài, nó được có 20 cặp lá thôi nhá các bác nhá. 20 cặp lá, cố gắng từ giờ đến sang năm là kiếm đi 3 cặp lá nữa là 23. Năm 2024 là kiểu gì cũng được là 24 cặp lá các bác nhá. 24 cặp lá. Nhìn nó phê con tê tê hàng một dè. 20 cây. Đây này các bác này, em đưa cho các bác đi vào tận trong cung của nó nhá. Đấy, nhìn sướng không? Đấy. Quan trọng là chất nhá các bác nhá. Đây này, bác nào lấy cái giò này. Hoàng nhạn tháng 4.
Cái cây này, giò này thì có hai cây nhạn tháng 8. Bây giờ hiện tại bây giờ còn chưa ra hoa luôn. Nó cao được 50 cm mà chưa ra hoa. Đấy, một giò nó to này mà. Hai giò nhá các bác nhá, bác nào là có điều kiện lấy cả đôi để vào hai bên cổng luôn. Hai bên cổng nhá, chậu này là chậu 50 nhá các bác nhá. Đấy, chậu 50 đấy ạ. Bây giờ hàng to này thì em tuyển em để ở trên này thôi. Đấy, giò cáo phân nhánh. Vip vim vip. Đấy, cây chồn lá 5 sen, một mẹ hai con. Bác nào lấy thì cũng gả luôn. Nhìn nó chất lắm các bác ạ. Cái giò quế này là 35 đầu này, bác nào lấy em gả cho 6 triệu này. 6 triệu nha. Giò quế này 35 đầu. Vẫn cho các bác ngắm cái giò cáo VIP. Cáo VIP nha. Nhìn chất lá, chất cây của nó. Hôm bác nào giả 1,5 triệu nhỉ. Ngại kinh khủng luôn. Không dám nói gì. Đây là cái giò sơn thủy tiên nha các bác nha. Giò sơn thủy tiên em ghép được có 12 cân. 12 cân nha các bác nhá, 12 kg đấy ạ. Bây giờ mầm nó ra thì thôi rồi luôn. Mỗi cây nó ra đến 4 đến 5 cái ngồng luôn. 12 cân sơn thủy tiên họng đen nha các bác nhá. Sang năm ấy, em nói với các bác là cái giò này thì nó quá kinh khủng. Quá kinh khủng luôn. Cái này ở gần thì mới gửi, như còn ship thì chả gửi. Đấy, nhạn nhà em đây này các bác này. Đấy. Em ghép kiểu này cơ. Em ghép kiểu này thôi các bác ạ. Này các bác này. Ba cây tháng 4 mà nó to như thế này còn không hoa luôn. Không hoa nhá. Đẹp. Đây, em có cái giò dạng quế trắng tháng 8 này. Quá nhiều nụ luôn. Mẹ, ngọn mẹ thì mất rồi. Đấy, ngọn con thì lên. Hai bông hoa. Ba bông hoa. Đấy. Đấy, cái này được ba bông hoa, cái này được hai bông hoa. Cái này được hai bông hoa tiếp này. Đấy. Nhìn kinh khủng. Quan trọng là cái chất cây nhá, chất cây, chất lá nhá. Một mẹ một con, một mẹ gọi là mẹ thì chết rồi. Nhưng nó lại được 4 thằng con. À 5 thằng con nha các bác nha, lá siêu dày. Ngắm lá cả năm nha các bác nha. Đây này, em còn một cái dề kèn này. Dề kèn này, các bác này. Nguyên bản từ rừng. Nguyên bản từ rừng. Đấy. Đây là kèn gọi là bờ sông đấy ạ. Gọi bờ sông Trung Quốc ấy. Quả này siêu nhiều. Bông giò này thì siêu tím nhá các bác nhá. Cái giò này thì hoa siêu tím. Bác nào lấy mặt hoa thì em cũng có nhá. Năm ngoái nó ra hoa siêu tím luôn. Vâng, cuối video em cũng xin chúc sức khỏe tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Các bác là lấy cái gì thì cứ alo em nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu. Em cũng có rất nhiều lan to và đẹp. Đấy. Cái này phải trồng lại thì các bác ạ. Xấu lắm.